Vâng, Điện Máy Thần Nông xin kính chào toàn thể quý vị và các bác. Và hôm nay ngày 9 tháng 10 năm 2022 và kênh video Điện Máy Thần Nông là tiếp tục lên video giới thiệu cho tất cả các bác một lô máy cắt cỏ Nhật bãi. Vâng, lô hôm nay xin giới thiệu cho các bác cũng có 17 chiếc nhá. Rất là nhiều hàng hệ, hàng đẹp. Lô hôm nay thì em đa số là mặt hàng chính là hàng hệ Mitsubishi. Và đây em có thể điểm danh sơ sơ qua một số mẫu máy là lô này có nhá. Lô này thì có những mặt hàng tuyển chọn đẹp, VIP xuất sắc như Mitsubishi TL261 nhá, trợ lực tay tay đỏ mới 90%. Mitsubishi TL261 này, lê gạt giật thường này, Mitsubishi TL261 này. Rồi Mitsubishi TL261. Đó, Mitsubishi TL26. Mitsubishi TL26 nhá. Rồi Mitsubishi TL26 này. Rồi Mitsubishi TL231 này. Đó, rất là nhiều máy đẹp nhá, toàn hàng hệ Mitsubishi tụm rời không ạ. Bên cạnh đó thì có một số mẫu máy khác nữa, tầm giá vừa phải hơn. Như các bác có thể tham khảo đây là những hệ máy như Ryobi này, 23cc này, tầm giá 3,4 triệu rưỡi này. Rồi Echo CT24 này, máy rất là đẹp nhá, con này tầm 1,4 triệu rưỡi thôi. Rồi Echo 26cc này, Robin 26cc này, Robin 26cc tụm rời này, Mariama 26cc này. Đó, rồi có cả Mariama 26cc này. Rồi Mariama 26cc. Mariama 32cc. Đó, bác nào mà xem video này ưng ý chiếc nào và muốn chốt chiếc nào ấy thì liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0362 820 840 nhé. Số điện thoại em có để trên màn hình. Đó, các bác mà ưng chiếc nào chỉ việc nhấc điện thoại lên, bấm số đó gọi cho em. Rồi chốt một chiếc nào đó các bác đang cần mua. Còn hình thức mua bán bên em thì cực kỳ đơn giản nhá. Các bác chỉ việc gửi thông tin địa chỉ và số điện thoại người nhận qua cho em và tên người nhận nữa. Là em sẽ ship hàng tận nơi cho các bác nhé. Nhận hàng, kiểm tra hàng, đúng hàng, thanh toán tiền. Đó, đừng test nổ thử trước khi nhận hàng luôn nhá. Và bên cạnh đó thì cái giá máy em báo trên video ấy là đã bao gồm miễn phí ship toàn quốc nhá. Các bác lưu ý nhé, giá em có báo rõ ràng trên video và giá là bao ship toàn quốc. Bên cạnh đó, bao ship toàn quốc ấy thì có cả tặng kèm đầy đủ phụ kiện kèm theo, bao gồm một dao này, một dây đeo này, một tip bờ buji, một ổ cước và một lục giác. Đó, giá em báo trên video là đầy đủ phụ kiện này và bao ship toàn quốc. Và ship toàn quốc thì em ship tận nơi nha các bác, ship từ Lào Cai, Yên Bái cho đến Cà Mau ra Phú Quốc em cũng ship được hết nhá. Nói chung là tỉnh nào em cũng ship được hết. Đó. Còn bây giờ thì em sẽ test nổ thử từng chiếc một. Bác nào mà muốn chi tiết hơn ấy thì cứ để tua đi tới lại xem kỹ nhá. Bởi vì mỗi video em đó đều có test nổ thử, báo cáo thông số kỹ thuật, tình trạng máy như thế nào đều nói rõ nhá. Đó. Thì đầu tiên em xin giới thiệu cho các bác có chiếc E1 nhá. Lô này em đánh cái tự là lô chữ E. Nếu như các bác không biết chiếc máy các bác đang mua tên là gì ấy thì các bác có thể nói cái tự này. E1 này, E2 này, E3. Đó, các bác chỉ nói E1, E2, E3 thì em có thể phân định rõ ràng là những chiếc máy khác nhau. Ví dụ nhiều trong một lô máy nó có thể có nhiều con Echo chẳng hạn. Con này có Echo này, con kia Echo. Các bác bảo bán cho bác cái Echo, nhiều khi em không thể biết được con E2 hay E3. Các bác chỉ nói với em là cho mình chốt chiếc E2 ấy, thì em sẽ bán cho các bác đúng chiếc máy đó. Rồi lô chữ E nhá. E1 này, giá 1.400.000 đồng. Giá 1.400.000 đồng ấy là giá đã bao gồm miễn phí ship toàn quốc và đầy đủ phụ kiện kèm theo nhá. Về chỉ việc kiểm tra hàng, đổ xăng và đổ thử thôi và nhận hàng thôi. Đó. Chiếc này là chiếc Ryobi EKK2370 nhá. EKK2370. Chiếc này thì 23cc, lòng 32 ly. Chiếc máy này là một chiếc máy Nhật bãi nha các bác, nội địa Nhật. Con này thì sử dụng chế con bộ đồ chế hạng dạng chế cưa nha các bác. Đó. Có bơm xăng phụ này, rồi có le gạt này, ngang là đóng nha các bác, xuống là mở, chủ giật có trợ lực nha. Đó, máy tình trạng những dòng này thì rất là mới nha. Những dòng này thì em bao cho các bác lúc nào tình trạng mới cũng phải tầm 85-90%. Đó, như các bác có thể thấy ở đây bô viết này trắng tinh luôn này. Đó, rất là đẹp nha. Bình xăng mình sẽ nguyên zin này, nó lông lên cực kỳ sáng luôn. Những con này thì phần trăm rất là mới nhé. Thì mức giá thành như vậy các bác xài thoải mái luôn rồi. Đó, các bác nào mà làm diện tích vừa phải, làm gia đình hoặc làm quanh quanh nhà thì con này rất là phù hợp nhé. Con này thì xài tụm liền, tay cùng ghi đông này, tay ga này, tay ga này dùng tay ga chết nha các bác, tay ga này. Công tác lên là tắt, xuống là bật, ống cần đây. Đó, EKK 2370 cần nguyên chiếc nguyên zin nha các bác, đầu bò nguyên zin, đầu bò chống quấn cỏ luôn nhé, chấn cỏ đầy đủ luôn. Con này thì rất là đẹp nhé, đẹp xuất sắc luôn rồi. Đó, dòng này thì cực kỳ nhạy nổ, dòng máy này dòng máy đời cao nhé. Dòng này ưu điểm là cực kỳ tiết kiệm xăng. Đó. Rồi em sẽ test nổ thử luôn chiếc này. Chiếc E1 giá 1.400.000 đồng. Rất nhạy nổ.
chiếc E1 giá 1.400.000 đồng, chiếc máy đi thương hiệu Ryobi nhá, bơm xăng gạt le ngang là đóng, giá xuống dưới là mở. Đó, các bác lưu ý về cách sử dụng nhá. Tiếp theo sẽ đến chiếc E2 giá 1.500.000 đồng nhé. Chiếc máy này đến từ hiệu Echo nhé bác, Echo đời CT24 này. Đó, chiếc máy này thì 24cc nòng 34 ly nha các bác. Thẻ máy hệ Eco nhé, con này 24cc, con này là Echo nhưng mà con này là 26cc nhé, con này công suất khỏe hơn, con này 24cc thôi, thế giá thành nó cũng vừa phải hơn, 1.500.000 đồng. Đó, con này thì máy tình trạng khá là đẹp nha, rất là mới nha, tình trạng máy móc nguyên zin nguyên bản, chế quan bồ ngang ngang này, bơm xăng phía trên này, nó bình xăng bình xích nguyên zin này, trục giật có trợ lực nhỏ nha. Đó, bô biến sáng đẹp, họ tôm bằng nhôm luôn nha các bác, tôm đề bằng nhôm, chân chiếc đầy đủ luôn này. Sản xuất gì nó đây, CT24TE Yamabiko Corp, máy rất là đẹp nha, lông nước rất là sáng. Đó, con này đặc biệt là đi với tay ga bỏ, tay ga bóp nha các bác, đó, tay ga bóp xịn sò luôn này, có điều chỉnh ở đây, công tắc trên tay cầm luôn ạ, xuống và tắt thì là bật. Cần kiết đây, đợi bỏ, nguyên zin hết nhé. Máy rất là đẹp nhé, thì chiều CT24. Đó, con này thì 24cc nha các bác. Rồi, em sẽ test thử chiếc này, chiếc E2. Thực lực trợ lực nha các bác. Chiếc E2 giá 1.500.000 đồng. Tiếp theo sẽ đến chiếc E3 nhé các bác. E3 giá 2 triệu đồng. Lý do con này đắt hơn đấy, bởi vì con này là đời cao hơn. Và con này thì nó công suất lớn hơn nha các bác. Con này thì nòng 34 ly 26cc. Đó, sử dụng chế quan bro 2 kim luôn nhá. Con kim này kim ẩn này, con này kim dưới này. Đó, chế quan bro này. Đó, có thấy không? Tem số series nó đây, Yamabiko nha các bác, made in Japan này. Đó, tu bằng nhôm luôn nha các bác, lộng lên cực kỳ sáng đẹp luôn, máy rất là mới nha, con này cực kỳ mới luôn, đẹp xuất sắc luôn. Kyuris Echo SRE2655G, con này đời cao ạ, bộ ghế trắng sáng nhá, trục giật có trợ lực nhỏ nhá, bình xăng bình xích nguyên zin này, tay cùng bi đông này, tay ga bóp xịn sò nhá, có điều chỉnh ga ở đây luôn. Đó, công tác lên là bật xuống tắt rất là ok. Em chiếc kem đặt rất là đẹp nhá, máy rất là liên lạc, hoàn chỉnh đồng bò viết nguyên bản chắc chắn nhá. Echo rất là đẹp, rất là mới nhá. Con này thì 26cc, giá 2 triệu đồng nhá. Con này thì cách sử dụng rất là đơn giản nhá, bơm xăng này, gạt le lên đóng này, gạt xuống là mở này. Đó, rồi em sẽ test đầu thử chiếc này, chiếc E3. Và tiếp theo là E4 giá 1.700.000 đồng, chiếc máy này đến từ hiệu Robin Rabbit nha các bác. Chiếc máy này là NB2560H ở Made in Japan này, con này Robin, hiệu Robin là thương hiệu rất là nổi tiếng nhé. Con này thì đời NB này chất lượng rất là ok nhé, đặc biệt những dòng như là NB351, NB411 thì dòng này đời NB 44 số nha các bác. NB2560, con này thì 26cc nòng 34 ly, máy rất là đẹp nhé. Con này sử dụng chế quan bro, máy rất đẹp, hơi khó nhìn chứ quan bro này. Đó, chủ giật chất lực nhé quá, bị sang bị sức nguyên zin nguyên bản. Đó, bô vít trắng sáng nhá, máy rất là đẹp, tôm nhôm nhá, đệm thì không chắc chắn này, tay ga này, cụm tay ga đi đâu của nó, tay ga tiết nhá, tay cổ bị đông nguyên zin hết ạ, cần này, đầu bò nguyên zin chấn cỏ đầy đủ nhá, rất là ok, máy rất là đẹp nhá. Con này thì nòng 34 ly 26cc nhé, con này hệ chuyên nghiệp, phát
Nói chung chất lượng chất đoàn này thoải mái cho các bác xài luôn rồi. Tùm nhôm luôn này, chế của Bro luôn này. Đó, rất ok nhé. Rồi test đầu thử chiếc này, chiếc E4 giá 1.700.000 đồng. Rất là nhạy đồ. Cầm E4 giá 1.700.000 đồng. Dòng này thì ba cho các bác xài luôn rồi. Dòng này chất lượng nó rất là đảm bảo nhé. Nó không giống như dòng Tanaka Hitachi kia. Rồi tiếp theo sẽ đến E5. E5 giá 1.800.000 đồng. Đó, chiếc máy này đến từ cũng là Robin nha các bác. Robin NB2600. Như chiếc trước là NB2560 thì chiếc này là Robin NB2600 nha. Made in Japan nha các bác. Con này thì có trợ lực này. Và đặc biệt là tung rời tung nhôm nhá. Đó, chế gam bộ 2 kim, bên dưới này kim trên này, đầy đủ nhá. Máy rất là đẹp nhá. Bố vít trắng sáng này. Đó, vì sao mấy chiếc trắng sáng đẹp mới zin nhá. Hai cục bi đông này. Công tắc bên hông nha các bác. Số là tắt, đây là bật. Bật cần này. Đầu bò này. Cả viếc bên zin hết nhá. Máy rất là đẹp nhá. Tung nhôm, tung rời. Con này là giá 1.800.000 đồng chiếc E5 nhá. Robin. Đó, rồi sẽ test đầu thử chiếc E5 giá 1.800.000 đồng. Tiếp theo sẽ đến E6. E6 là một chiếc máy đến thương hiệu Marujame nha các bác. Đó. Marujame này. Đời đời KC26 26cc nha. Đó. Marujame KC26 nha. Con này thì bít tông ở 34 ly 26cc. Con này là Maru chắc lớn nha. Máy móc nhìn rất là to chắc chắn nha. Đây như các bác có thể thấy này. Cũng là nòng 34. Một chiếc Robin nhìn máy rất là nhỏ gọn nha. Con nòng Robin Mariama nòng 34 của Maru ấy, nhìn to hẳn luôn. Đó, các bác nhìn thấy không? Nhìn nó khác hẳn luôn. Con này nòng 34 nhé, con này cũng nòng 34 mà nhìn nó lạ lắm. Đó. Nhưng mà con này thì máy móc chắc chắn hơn, cân nặng lớn hơn và hệ là hệ chuyên nghiệp đấy nhá. Thế nên là dòng này bao cho các bác xài thoải mái rồi. Các bác làm nương làm rẫy, làm diện tích nhiều, con này vẫn đảm bảo cho các bác xài. Dòng này thì xài chế One Pro nha các bác. Chế ngang. Đó, chế One Pro này. Lốc dòng nổi Mini Japan nhá. Lốc dầm nổi Mini Japan này. Chỉ có dòng Maruyama, Mitsubishi, Shinewa là dầm nổi Mini Japan thôi. Đó, máy lốc lên rất là sáng đẹp nhá. Con này rất là mới nhá. Con này đánh giá rất là cao. Vì sao mình chiếc trắng sáng này. Tung rời tung nhôm nhá các bác, công tác này. Ấn là top lên, khá là bật. Đó, dòng này thì bản thân con này thì có thể gắn được nòng 36 ly vào nhá. Con này là Maru sắc lớn, nó sử dụng chung nòng, nó sử dụng chung vỏ áo này, bình xăng với chiếc Zen Lock với dòng Maru 3000. Thế là con này có thể lắp nòng 36, tăng công suất lên 3030cc được nhá. Đây chuyên nghiệp, đây tung rời tung nhôm luôn, máy rất là đẹp. Ốc ác 7 màu luôn. Đây cục ni lông nguyên zin nguyên bản nhá. Cần kiếp này, chấn cỏ nguyên zin màu xanh luôn nhá. Rồi máy rất là đẹp, chiếc test đổ thử luôn cho các bác nghe tiếng máy. E6 giá 2 triệu đồng. Và hệ chuyên nghiệp nha các bác. Tung rời tung nhôm này, chế One Pro họng lớn, dòng này sạch cực khỏe luôn. Con này cân nặng khoảng tầm 5 kg rưỡi nhỉ, 5 kg 5 rưỡi đấy. Con này em bao cho các bác khỏe tương đương hoặc hơn TL26 nhỉ. Tiếp theo sẽ đến E7 nhỉ. E7 giá 2.050.000. Chiếc máy này cũng đến từ thương hiệu Maruyama nhỉ. Maruyama này, Big M này, con này là đời BCS 2600 260 nhỉ. RS, nó con này có chủ giật trợ lực nhá.
Đó chế quang pro 2 kim ẩn nhá. Kim ẩn bên trong lỗ này này. Con này cũng là nòng 34 ly 26cc. Con này cũng hệ máy xác lớn nha các bạn. Con này có thể gắn được nòng 36 ly vào được nhá. Con này hệ xác lớn, máy nhìn rất là to nha. Đó, nhìn chắc chắn tương cáp. Trong này thì tung rồi tung nhôm hết nha các bác, hệ chuyên nghiệp mà, công tác đây. Máy rất là đẹp nha. Bộ bếp sáng này, bị xong với riêng sáng nha. Lốc có dập nổi made in Japan nha. Made in Japan này. Đó các bác thấy đấy. Logo Maru này. Đó, lốc dập nổi made in Japan. Chế con pro 2 kim, tung rồi tung nhôm. Đó, tung giật trợ lực, máy móc nguyên zin nguyên bản, bị xong nguyên zin. Đó, tay cục đi đâu. Đó, ok nha. Rồi sẽ test thử luôn chiếc E7 giá 2.050.000. Dòng này thì bác nào làm nhiều diện tích nhiều vẫn ok nhá. Dòng này thuộc hệ nồi đồng cối đá. Tiếng bộ đặc trưng khá là hay, rất ok nha. Con này trợ lực. Rồi chiếc E7 giá 2.050.000. Tiếp theo sẽ đến E8. E8 cũng là Maru Yamaha nha các bác, nhưng mà đời khác nữa, đời MBS 2630. Con này thì dòng 34 ly 26cc, dùng chế của Maru 2 kim, kim trên này, kim dưới này. Đó rất ok nha, giống chế TL. Lốc dập nổi made in Japan nha. Rồi lốc có dập chìm số seri luôn này. Đó tung rời tung nhôm nha các bác. Tung rời tung nhôm, sơn xịt rất là đẹp nha. Ốc ác 7 màu luôn. Đó tung rời tung nhôm. Vô bếp cho sáng đẹp. Quý xăng nguyên zin nhá. Cục quý đồng nguyên zin, sơn xịt nguyên zin hết nhá. Đó, tất cả nguyên zin bên bạc. Lốc lên rất là đẹp nhá. Đó tay lái quý đồng nguyên zin này, tay cục quý đồng nguyên zin này. Đó tay ga nguyên zin này, công tác trên tay cầm nhá. MB2630 này. Đó. Đầu bò chấn cổ nguyên zin đầy đủ nhá. Cái đỏ kia em sẽ bỏ đi nhá. Ok, không bán được. Máy rất là đẹp nhá. Hơi hàm rất là ok nhá. Con này nổ rất là giòn. Em sẽ test nổ thử luôn. Con này nổ rất là bốc. Ba chiếc Maru 26cc, ba phiên bản đời khác nhau, chất lượng như nhau, đều là tum rời tum nhôm nhé. Dòng này đều là hệ chuyên nghiệp nên chỉ khác qua thế hệ, qua mỗi năm thôi. Rồi tiếp theo sẽ đến chiếc E9 nhé. E9 giá 2.300.000 đồng. Chiếc máy này đến từ thương hiệu Maru Yamaha. Đó, con này thì nòng 38 ly, 32cc nha các bác. BC32M này, model BC32M này. Con này sử dụng chế quang pro nhé. Quang pro này. Rồi lốc dập nổi made in Japan nhé. Tum rời tum nhôm nha các bác. Tum rời tum nhôm, công tác bên hông. Xuống tắt đây là bật. Bộ bếp trắng sáng đẹp nhé. Máy móc nguyên zin bên bạc, bị sang bị chiếc nguyên zin này. Chủ giật trợ lực nha các bác. Máy này đặc biệt là chủ giật trợ lực này. Đó, bác nào mà quan ngại về vấn đề giật thì con này rất ok nhé. Con này có trợ lực luôn. Con này thì có mỗi nhược điểm nhẹ nhẹ là nó bị sứt mẻ đây tí thôi, do quá trình xếp dỡ hàng nó đè lên đây nó mẻ đây tí này, mỗi vậy thôi. Còn đâu máy móc bao cho bác chất lượng ngon lành nhá, máy móc rất là mới luôn. Đó, con này rất là đẹp nhá. Chỉ có mỗi nhược điểm là cái này vỏ. Cái này em giá sẽ bán giá là 2.300.000 đồng, thường là 2.400.000 nhá. Mà bác nào mà thích vỏ đẹp thì em đổi vỏ khác sang thì em lấy giá 2.400.000 luôn. Đó, tay cục bê tông nguyên zin nguyên bản nhá, đầu bò chấn cỏ đầy đủ nguyên zin ạ. Rất là đẹp. Vậy rất là mới nhé. Không ác 7 màu luôn này. Đó, quay đấy. Rất là đẹp nhé. Rồi, chiếc test nổ thử chiếc này. Chiếc này 32cc nhé. Khỏe vượt trội hơn tất cả những chiếc còn lại. Và khỏe hơn cả TL26, 261. Nòng 38 ly mà. Đó, rồi.
đây là bật nhé. Rồi, rất là ok. Chiếc E9 giá 2.300.000 đồng, 32cc nòng 38 ly nhé, tung rời tung nhôm. Tiếp theo sẽ đến một số mẫu máy Mitsubishi. Đó, đầu tiên xin giới thiệu cho các bác là chiếc máy Mitsubishi TL231 nhé. Đó, dòng máy này là một dòng máy rất là nổi tiếng. Mitsubishi thì có TL23, TL231, TL26, 261. Dòng TL231 là những dòng máy đời cao hơn TL23 nhé các bác. Con này thì nòng 32 ly 23cc. Dòng 231 thì cũng như 261 vẫn được trang bị một số cải tiến rất là đáng quan tâm. Ví dụ như dùng máy này dùng chế led tay đỏ nhé. Đó, led tự động nhé, led tay đỏ này. Và trung tâm trợ lực. Đó, con này có trợ lực led tay đỏ. Chế hai kim nha các bác, kim trên kim dưới này, đầy đủ luôn. Lốc dập nổi made in Japan ạ. Lốc dập nổi made in Japan. Đó. Con này thì là phiên bản tâm liền nha các bác. Máy này phù hợp cho bác nào chỉ sử dụng mục đích cắt cỏ này. Đó, bác nào mà muốn về xịt thuốc ấy, thì nên quan tâm đến dòng tung rời. Còn những dòng tung điện như vậy chỉ phù hợp với dòng máy nào bác nào dùng máy mục đích cắt cỏ nhé. Số series nó đây, TL231089441. Đó, máy rất là đẹp nhé, vì sao mình xếp nguyên zin trắng tinh luôn này. Chân chiếc đầy đủ luôn nhé. Đó, rất ok nhé. Trợ lực le tay đỏ, máy rất là đẹp. Tay cùng bi đông nguyên zin nhé, tay ga cần này, đầu bò nguyên zin chắn cỏ đầy đủ nhé. Cái đầu bò là cái chụp này, chụp trên là chụp đỏ nhé. Nếu mà gắn chụp này ấy, thì vẫn có thể gắn dao được, nhưng mà không gắn ổ cơ được nhé. Thế nên là cái chụp này sẽ lực bỏ đi thay bằng những chụp bình thường như thế này, nó vừa gắn dao vừa gắn cước được thôi. Cái chụp đỏ này thì chỉ gắn được dao thôi, không gắn được cước, bởi vì cái này nó to hơn ổ cước rồi, nó đè lên không được. Thế là cái này em sẽ đổi qua cái này nhé, đổi cái chụp trên thôi, đổi cái đỏ này kia. Còn đầu bò giữ nguyên. Công tác này, số tắt lên là bật nhé. E10 giá chỉ 1.800.000 đồng nhé. TL231 nòng 32 ly 23cc. Tiếp theo sẽ đến TL26 nha các bác. E11 giá 2.300.000 đồng. Chiếc này chiếc Mitsubishi TL26 nhá. Chiếc này thì bít tông của nó là 33 ly 26cc nhá. Đó, dòng này thì rất là nhiều đồ sửa phụ tùng như thế. Nòng zin của nó làm sổ đổi số 26 nhá. Chế qua một đầu hai kim, kim trên kim dưới này, áo ác bảy màu luôn này. Lốc có dòng nổi made in Japan nhé, để phân biệt hàng chính hãng và hàng giả hàng nhái. Đó. Bô bếp sáng sáng đẹp nhá. Tung rời tung nhôm nha các bác. Tung rời tung nhôm này. Số series nó cũng vẫn có luôn nhá. TL26 này 136359 nhá. Đó, máy rất là đẹp. Trông rất là sáng nhá. Đấy, các bác thấy không? Con này thì nguyên zin nguyên bản 100% từ A đến Z, ngoài trừ cái bình xăng lớn ra nhá. Bình xăng thì các bác không cần quan tâm. Bởi vì dòng bình xăng này chất lượng rất là đảm bảo cho bao cho các bác xài luôn. Bô bếp trắng sáng đẹp nhá. Tay cùng đi đâu ống lớn này, ống 19 nhá, ống 20. Tay ga thì em lên tay ga bóp thì dễ sử dụng. Bác nào không thích tay ga bóp, thích tay ga như kia thì em sẽ đổi lại. Đó. Cần này, cần cỏ bò này. Rất ok nhá. Máy rất là đẹp. Đó, con này đẹp xuất sắc luôn nhá. Rồi em sẽ test nổ thử luôn. Chiếc E11 giá 2.300.000 đồng. Cái máy là chuẩn nhỉ. Bít tông 33 ly 26cc nhé, TL26 nhé, tung rời tung nhôm. Tiếp theo sẽ đến E12 cũng giá 2.300.000 đồng, cũng là Mitsubishi TL26 nha các bác. Đó, nòng dập nổi số 26 này, rồi lốc dập nổi made in Japan này, chế có một đồ hai kim này, kim trên này, kim dưới này. Đó, lốc lên sáng sáng rất là đẹp nhá, lốc rất là sáng. Tung rời tung nhôm nha các bác, tung rời tung nhôm này.
Con này có cả chân nhá các bác. Con này còn chân luôn này. Đó, số series nó đây. TL26324057 nhá. Máy rất là đẹp. Ok nhá. Đây cùng bi đông này. Cần này, đầu bò. Tất cả nguyên zin nguyên bản nhá. Đó, xếp test nổ thử thôi. Chiếc E12 giá 2.300.000 đồng, TL26 nhé. Công tắc đây anh em á, ấn là tắt. Đó, con này nghe tiếng máy cực kỳ bốc luôn. Máy rất là nhạy nổ nhé, giật nhẹ nổ thôi. Đó. Rất là ok luôn. TL26 giá 2.300.000 đồng. Tiếp theo sẽ đến E13 giá 2.300.000 đồng tiếp nhé. Con này cũng là Mitsubishi TL26 nha các bác. Cũng là nòng 33 ly 26 cc, lốc dập nổi số 26 này, nòng dập nổi 26 này, lốc dập nổi made in Japan này. Đó. Chế bơm rồi hai kim, kim trên kim dưới này. Đó, rất là ok nhé. Tum rồi tum nhôm nha các bác. Đó. Con này thì cũng có số series nhé. TL26 này 280686 nhá. Máy rất là đẹp, lốc đấy cũng là rất là trắng sáng nhá. Con này thì mình xăng mới rồi nhá. Mua với trắng sáng đẹp này. Đó, máy rất là ok. Tay cùng đi đâu này. Tay ghê. Cánh cổ nguyên zin, đầu vòng nguyên zin. Còn cần Hasuta. Này cũng rất là đẹp nhá. Rồi tiếp theo nổ thử luôn trước này. Chiếc E13. Ok, E13 giá 2.300.000 đồng. Tiếp theo sẽ đến E14. E14 là một chiếc Mitsubishi TL261 nhá. Con này giá 2.500.000 đồng, bởi vì nó là dòng 261. Đó, con này thì máy móc rất là ok nhé, rất là đẹp. Máy móc nguyên zin nguyên bản, từ A đến Z, từ bình xăng đến chiếc nguyên zin nguyên bản hết luôn nhá. Đó, con này thì là phiên bản giật thường và le tay gạt nhá. Đó, chế bơm rô hai kim này, kim trên kim dưới này, nòng dập nổi số 26 đây. Lốc dầu nổ made in Japan nhé. Made in Japan nhé. Tôm rời tôm nhôm. Số series này bong trong mắt rồi ạ. Con này thì còn đầy đủ chân trước luôn này. Lốc rất là sáng nhé. Máy rất là đẹp. Hai cụm bi đông này. Công tắc trên đây cầm này. Xuống tắt đây là bật. Dây ga tay ga. Hai cụm bi đông này. Rất là đẹp nhé. Còn vết sơn đỏ luôn này. Cần này. Đờ bò này. Máy móc nguyên zin nguyên bản nhé. Con này rất là đẹp nhé. Đây. Như có thể thấy đây. Rất đẹp luôn, thật sự. Rồi, chiếc E14 giá 2.500.000 đồng. Em sẽ test nổ thử luôn chiếc này. Máy rất chuẩn. Đối với dòng Mitsubishi TL261 ấy, thì nó về công suất cũng không chênh lệch với TL26 nhá. Cũng là piston 33 ly, cũng là 26cc. Đó, nó sử dụng chung đồ với nhau luôn, chế chiếc giống nhau này, nòng hơi giống nhau luôn nhé. Chụp giật giống nhau luôn này, gen chiếc giống nhau hết nhé. Thế là công suất nó không chênh lệch nhau nhiều, nó chỉ giống tương đương nhau thôi. Nói chung là cùng phân khúc, đời TL261 là đời cao hơn một xíu. Nói chung là dễ hiểu là như thế vậy. Đó. Rồi, E14 giá 2.500.000 đồng. Tiếp theo sẽ đến E15 giá 2.500.000 đồng. Con này là Mitsubishi TL261 nha các bác. TL261, con này thì máy móc nguyên zin nguyên bản, rất là đẹp nha. Bình xăng một chiếc là mới rồi, còn đâu nguyên zin nguyên bản phần lại hết nha. Cùng đây tum rời tum nhôm nha các bác. Chân chiếc đầy đủ này, rất là đẹp luôn. Lốc lên cực kỳ sáng luôn này.
lốc dầu nổi Made in Japan nhé. Đó, lòng dầu nổi số 26. Chế bóp đầu hai kim này, kim trên kim dưới này. Không ác lành màu luôn. Bô với trắng trắng nhá. Suzuki nó đây, DL261130146 nhá. Đó, rất là đẹp nhá. Con này rất là đẹp luôn. Quá xuất sắc. Ở đây cùng ghi đông đây. Công tắc trên tay cầm nhá các bác. Ga này. Đó, cần này. Cánh cổng với zin, đầu bóng với zin nhá. Máy rất là đẹp. Con này giá 2.500.000 đồng nhá. Cũng là bê tông 33 ly 26cc ạ. Rất là đẹp luôn. Đó, em sẽ test nổ thử luôn chứ này. Chiếc E15 2.5 triệu nhá. Rất là êm. Rất là chuẩn, con E5 giá 2.5 triệu nhé. Tiếp theo sẽ đến E16 nhé. E16 cũng giá 2.5 triệu. Con này cũng là le tay gạt nha các bác, cũng là giật thường. Đó, con này thì nằm dần nổi số 26 nhé. Số 26 này. Lốc dần nổi Made in Japan nhé. Đó, chiếu qua rồi. Có cái ốc chỉnh nhé, ốc dưới này, ốc trên. Kim trên là kim ẩn nhé, kim nó ẩn bên trong. Chế bom rồ nha các bác. Đó, chân chiếc đầy đủ này. Tum rời tum nhôm này. Đó, máy móc rất là đẹp nhá. Vì sang một chiếc nguyên zin nguyên bản hết ạ. Cái này máy móc rất là chuẩn, nóng lên rất là sáng nhá. Đấy nha. Công tắc trên tay cầm nhá. Nghe. Cầm. Em 16 giá 2.5 triệu, em sẽ test nổ thử luôn nhé. Tiếp theo sẽ đến E17. E17 có lẽ là chiếc máy mà nó gọi là đắt nhất trong lô và xuất sắc nhất trong lô nhá. Chiếc máy này thì là chiếc Mitsubishi TL261 đời tem xanh nhá. Đó, chưa ra trợ lực này. Le tay đỏ nha các bác. Chế có một đồ hai kim. Lốc nòng dần nổi số 26 này. Đó. Lốc dần nổi Made in Japan này. Made in Japan. Lốc rất là sáng luôn nhá. Con này lốc cực kỳ sáng, cực đẹp luôn. Ốc ác bảy màu luôn này. Đấy các bác thấy không? Nhìn này, ốc là vàng choe luôn này. Rất là đẹp. Lê tay đỏ này. Tem vẫn còn này. Quá xuất sắc. Bù trắng tinh luôn nhá. Đó, rất là đẹp. Suzuki nó này. TL261-203071. Chân chiếc đầy đủ. Bình xăng trắng tinh luôn nhá. Tung lời tung nhôm nhá các bác. Đó, con này đẹp xuất sắc luôn. Đẹp không đến lối thoát. Đẹp đến từng con ốc luôn nhá. Đấy các bác thấy không? Đẹp đến từng con ốc luôn nhá. Phải nói là đẹp đến từng con ốc đẳng cấp. Quá VIP luôn. Đấy. Đẹp đến từng con ốc luôn. Rồi đẹp xuất sắc luôn nhá. Thì rõ ràng luôn, máy đẹp thì luôn là giá cũng đẹp luôn nha các bác. Con này giá 2.700.000 đồng. Bởi vì nó có trợ lực lên tay đỏ và máy đẹp. Công tắc trên tay cầm luôn, lên là tắt, xuống là bật. Đó, ga này. Đây cùng đi đâu ống lớn nhá. Con này thiếu ốc thì em bỏ ra. Cần này, tem thiết rất là đẹp nhá. Tem rất là nguyên này. Đầu bò chống con cỏ nha các bác. Đó, vậy nó mới giá trị. Nói chung chống con cỏ này cũng không quan trọng lắm đâu, có hay không. Đó. Rất là ok, kèm tiếc này. Rồi, em sẽ cắt nổ thử luôn chiếc này, E17 nhá. Dày dặt này. Đó, trắng tinh luôn nhá. Nhắm nhá, đọc ra.
để tao xuống bật. Máy thì rất là nhạy nổ nha. Kéo nhẹ nổ này. Đấy, vậy là nổ thôi. Rồi, chiếc E17 giá 2.700.000 đồng nhé. Đó, bác nào xem video này mà ưng ý chiếc nào, muốn chốt chiếc nào thì liên hệ trực tiếp lên số điện thoại 0362820840 nhé. Số điện thoại em có để trên màn hình, các bác cứ việc nhấc điện thoại lên để gọi trực tiếp cho em. Bác nào mà chốt hụt, chốt sảy lỗ này thì có thể đăng ký kênh chờ lỗ tiếp theo nhé. Và thường thường thì video em rơi vào khoảng tầm 2 đến 3 ngày sẽ lên video một lần nhé. Đó, có bác nào muốn đặt hàng trực tiếp thì cứ để liên hệ trực tiếp qua Zalo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn các bác ở lỗ tiếp theo.